chi mình đêm xuống cứ bám nan lồng ngủ không trị được, và móng chân nó hơi dài và bộ dài là bổi được 3 tháng thì bà làm sao anh. Dạ, những con mà ngủ rơi ấy, theo nguyên tắc là để những con ngủ rơi, bác ca ca Vũ nhé. Thứ nhất là con chim đó là thuộc dạng chim ngủ rơi, thứ hai đó là con chim đặc biệt là đó là già rừng. Đó là em khẳng định luôn, đó là biểu hiện của một con chim rất là già rừng. À, bác ca ca Vũ nhé, những con chim này thì tốt nhất bác không nên chùm lồng nó, thấy chưa, không nên chùm lồng nó. Đặc biệt là khi con chim chập choạng đi ngủ bác vẫn không chùm lồng bác nhé. Bác chịu khó xíu, bác tập cho nó khoảng chừng 1 tuần, tối đa là khoảng 2 tuần, bác ca ca Vũ nhé. Chịu khó, tức là khi con chim nó đi ngủ rồi thì bác soi pin, bác lấy cái đèn pin ấy hoặc là cái đèn lát điện thoại cũng được, bác đụng một cái lồng để cho nó nhảy, để cho nó đứng xuống cầu. Sau đó bác tắt pin hoặc tắt đèn lát đột ngột để một vài ba lần nó đứng cho nó quen cầu vào ban đêm. Bác ca ca Vũ nhá, cái này bác hơi chịu khó một xíu, nó cũng không có gì là vất vả đâu, nhưng mà có cái là hơi tốn thời gian nó xí là nó quen. Bác ca ca Vũ nhá. Mọc mới thay mùa lông đầu, cầm lồng nhảy như ma, treo dàn dợt, chơi từ đầu đến cuối 2 giờ, có nên cho đi thi không thầy? Cái này thì đi thi cũng được mà không đi thi cũng được. Thế nhưng mà khi mà em đi thi á thì nó sẽ có cái nhược điểm thế này này. Khi đi thi thì nó bao giờ nó cũng đông người. Thứ nhất, thứ hai là bắt buộc tổng tài người ta sẽ phải dời chim, mà dời chim được con chim nó sẽ bị trao. Thế cho nên là trong điều kiện mà con chim nó chịu được dàn và nó bớt trao, trong trường hợp nó ít bị dời á thì cũng có thể nó chơi được. Nhưng mà trong trường hợp mà người chim người nhiều mà con chim bản chất nó đang còn trao thì nó rất là khó đi sâu được. Đặc biệt là khi vào top 20 lão Hạc nhé. Top 20 thì nó ít chim lại và ra 2 dàn. Thì người đông mà nó sẽ bị trao, đặc biệt là tiếng loa đài MC họ nói nữa, nó sẽ bị trao nhiều. Cho nên là nó cũng rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà cái vấn đề này nó không quan trọng. Nếu như giải nhỏ vài 300 nghìn thì cũng có thể để cho nó va chạm cũng được, không sao cả, coi như mình dợt cà phê với cái trình độ cao nhé. Hiếu mô tô chim bổi rừng non, lúc chơi lúc không, có gột đi thi được không bác, hay chỉ cà phê thôi? Dạ, cái này thì nó không có chính xác 100% bác Hiếu mô tô nhé. Cũng có con chim non lên nó rất là hay, nhưng mà cũng có con không hay. Thế nhưng mà để mà nói chim hay, những con chim non thì nó rất là ít và nó không có độ ổn định cao. Đặc biệt những con chim này thì những con chim mà tố chất mà chơi được ấy, thì khi nó chơi thì nó chơi kinh khủng lắm, nhưng mà khi nó không chơi thì nó rất là xấu, bộ hình rất là kém. Đấy, cho nên là đặc biệt là những con chim này thì nếu như ở phong độ cao thì bác nên đào thải sớm, tức là mình phải lợi dụng khi con chim nó đạt phong độ và nó chịu đấu. Tại vì những con này nó chỉ được 1-2 mùa thôi bác Hiếu mô tô nhé. Nó vẫn là con chim hay nhưng mà nó chỉ tầm 1-2 mùa thì nó sẽ bắt đầu nó xuống dần. Cho nên là những con này bác không nên giữ về lâu dài. Đó là em khuyên thật bác. Mình đã cho con chim là mình phải linh động, mà mình phải lấy ngắn nuôi dài. Đặc biệt là phải tùy những con chim để mình giữ, chứ không phải là con nào cũng hay mình giữ cả. Tất nhiên nó hay nhưng mà nó chỉ có tùy từng con, nó có giai đoạn. Bác Hiếu mô tô nhé. Chỉ em cách cho nó leo biên với nó mới bổi làm sao đã. Dạ, những con bổi leo biên ấy, thứ nhất là bác kẹp bên chim bổi chơi trước. Đấy, bác cứ kẹp bên chim bổi chơi trước. Nếu như bên chim bổi mà nó chơi ok được thì bác đem vào dàn chính, nhưng bác cứ để biên. Và nếu như mà thường thường những con chim thuần ấy, nó thấy bổi là nó sẽ đè. Thì nếu như con chim của bác mà bác nhìn thấy con chim của bác mà nó có biểu hiện nó nới nước, tức là nó có vẻ chậm dần ấy, thì bác đưa ra ngoài và không nên để lâu. Bác Hương Hoàng nhá, đây là một cách leo biên cho con chim mà tập dần để cho nó quen với cái thái độ, đặc biệt là nó quen với cái độ lì. Bác Hương Hoàng nhá. Mình chơi chim mình đừng có tự ái, mình đừng bao giờ sợ. Chim mình yếu thì hay là chưa đặt lửa thì mình cứ đem ra, không có gì phải ngại, không có gì phải tự ái cả. Đà Văn Quyền, thầy nghĩ sao về vấn đề tổng tài dìu chim ở các giải thi tuần ạ? Cái vấn đề nghĩ này thì có rất nhiều cách nghĩ, bác Đà Văn Quyền. Nó có rất nhiều cách nghĩ. Thông thường là nó ở cái nhược điểm thế này này, tức là những anh em nghệ nhân, tức là thông thường là quen biết với tổng tài, sau đó nhưng mà thông thường có biết là những anh gọi là hay buôn bán chim, những anh em hay buôn bán chim ấy, tức là người ta hay quen thân với tổng tài, đi ăn đi nhậu rồi dìu dắt chim vào giải này, có chứ không phải không có đâu. Sau đó rồi khi chim vào giải thì bán chim cũng là lấy tiền đó rồi lại mời tổng tài đi nhậu, cái đó bình thường bác ạ, cái gặp em gặp nhiều lắm. Nhưng mà cá nhân em thì em đánh giá cái này là nó trong cái cuộc thi nó trở lên nó cục bộ quá và tội cho những người anh em chơi tự do. Nguyễn Ngọc Sang, xin kinh nghiệm của bác thay chú chim bị bó lông bằng cám nam do chủ cũ cho ăn cám hiển nóng quá.
Không, cái vấn đề mà nó bị bó lông á là nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Nó có rất nhiều cái nguyên nhân. À, bác Nguyễn Ngọc Sang nhé. Cái thứ nhất đó là cái chế độ của họ nuôi lông nó không phù hợp. Con chim nó cũng bị đứng lông cũng có. Nhưng mà cái em nghĩ là cái vấn đề cám á thì cũng có phần ảnh hưởng. Cũng có phần ảnh hưởng. Thế nhưng mà để mà nói vấn đề mà con chim nó bị bó lông á thì em nghĩ là cái vấn đề cái thành phần họ cho con chim ăn nó nhiều hơn so với thành phần cám. À, bác nhé, cho thành phần cám. Thế cho nên là những con chim này thì khi con chim nó bắt đầu đổ lông dặm, đặc biệt là bác để ý khi con chim nó tắm vào mùa thay lông ấy, mà nó bắt đầu đổ lông dặm hoặc bắt đầu lông cánh một vài cái thì bác nên càng ủ càng nhiều càng tốt. Thứ hai là nên không nên cho ăn chuối chín, không nên cho ăn chuối, tốt nhất cứ đu đủ thanh long và cà chua. Bên cạnh đó nếu bác cho ăn bắp khía thì càng tốt. À, bác Nguyễn Hồ Sang nhé. Nhưng mà càng ủ lâu càng tốt, và đặc biệt những chú chim này bác không nên tắm nó nhiều. À, bác Nguyễn Hồ Sang không nên tắm nó nhiều. Giờ có nhiều ông bảo là ép cho con chim nó rớt lông. Em đố các bác ép cho con chim rớt lông này. Em nói thật, ông nào tài giỏi ép cho con chim rớt lông đi, em gọi bằng cụ. Chứ mấy bác đừng có nghe mấy ông bảo là ép cho con chim thay lông, ép đằng dời. Con chim nó không đổ lông, ông đố các bác ép ấy. Cái quan trọng là nó đổ nhiều hay đổ ít thôi. Các chế độ các bác chăm nó phù hợp, nó đổ ra thời gian lâu hay là thời gian ngắn thì có. Chứ các bác cứ nghĩ là mấy ông chỉ bảo trên livestream nói vớ nói vẩn, bỏ ép cho con chim, thích ép lúc nào đổ lúc nào là ép. Về đây em đưa chim cho em cho ép này, em đố lúc nào đấy chim em này em đưa cho em ép. Và con chim mà nó đã bị bó lông rồi thì các bác phải nuôi đúng chế độ đấy, nó sẽ rớt nhưng mà nó rớt từ từ là có. Rồi cũng có những con chim mà nó bị bó lông từ chủ cũ. Đấy, nó bị tức là cái chế độ họ chăm nó không đúng. Và con chim đặc biệt là ăn đồ nóng nhiều, con chim nó bị bó lông. Nhưng mà không may về các bác ấy, các bác chăm lại chế độ nó phù hợp với con chim đấy và cho ăn một chế độ phù hợp mà nó xả được bó lông thì nó đổ rất là kinh khủng, nó đổ đổ nhiều lắm. Đấy, chứ còn các bác bảo là con chim đang lông bình thường mà không thích bộ lông đấy, nó được ép để nó thay bộ lông mới, ép đằng giờ chim em đây này, các bác thứ mà ép. Ông nào ép chim em đổ lông được, em gọi cùi, em gọi bằng cụ. Đừng có bảo là ông mấy ông trên livestream trên Facebook thì bảo là thích ép đổ lông giờ nào mà ép bằng giờ gớm, nó phép đã không phải đợi mấy mùa lông rồi nhỉ. Vâng, đúng rồi đó bác. Có những người người ta là nuôi chim còn đá cả ô tô cơ, mà nhiều con chim người ta phải bó phép những bộ lông, đừng có nói giỡn giỡn. Đâu phải con chim nào các bác cứ nói giống như kiểu là sửa một cái ô tô hay sửa cái xe máy ưng là bốc ra thay luôn, làm gì có chuyện đấy. Nếu mà làm được như thế thì con người không phải bị mắc bệnh ung thư, không phải là bệnh nan y, đúng không ạ? Không, đừng có nói thế. Nhiều ông toàn có nói vớ nói vẩn để buôn bán không. Trương Quang Phạm cho em hỏi cách khắc phục chim gãi rỉa khi lên sào. Chào bác Nguyễn Nguyễn. Những con chim mà trong quá trình chiến đấu mà nó hay xỉa ngang ấy thì các bác nên dùng nước tắm cho nó. À, bây giờ nó có nước tắm Nhất Hoàng mà bản thân em đang sử dụng này, nó rất là tốt. Bác Trường Quang Phạm nhé. Đấy, nhưng còn những con mà đấu mà không có tố chất với không có lửa với lại thua nước để xỉa thì chịu bác ạ. Còn những con chim mà nó đang đấu mà nó xỉa ngang ấy một vài cái thì bác có thể dùng nước tắm, nước Nhất Hoàng hỗ trợ cho nó bác nhé. Dạ đúng rồi bác Phạm Hồi Sang, tỷ lệ chim mồm mà đấu được chim già này rất là ít, tại vì những con chim này thì nó đại đa số là nó đấu solo, nó đấu solo. Nhưng mà những con mồi thì không phải con mồi nào cũng giống con mồi nào đâu, nó rất là không có mồi nào giống mồi nào cả. À, tại vì bác cứ hiểu này, những con chim mà mồi nó có rất nhiều kiểu dạng mồi. À, có những anh em cầm những con mồi mà bẫy những con chim xung quanh nhà, những con chim sống ấy thì cũng là con mồi. Rồi những con chim mà mồi kinh tế, tức là những con chim mà nó đi rừng để đánh, thế nhưng mà đánh thường xuyên được chim, nó lại là vấn đề khác. Rồi cũng có những con mồi mà nó đánh rất ít chim nhưng mà được chim là toàn chim hay, cũng có. Cho nên là nó rất nhiều dạng mồi lắm. Nhưng mà những con chim mồi mà các bác bẫy quanh nhà nó cũng là con chim mồi, nhưng mà chưa chắc đi rừng đã bẫy được đâu. Tại vì những con chim đi rừng nó khác với con chim mồi ở nhà bác ạ. À, các bác đừng có nghĩ là giống nhau nhé. Em các bác không tin em, các bác cứ hỏi mấy các bác lục thủ ấy, các bác nói cho các bác nghe. Chứ còn đôi khi em là một nghệ nhân em nói thì các bác còn 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 mơ hồ, các bác còn nghi ngờ, chứ các bác cứ hỏi các lục thủ. Không phải là con chim nào mồi ở quanh nhà các bác chim sống được là đi rừng đi mồi đâu, không phải đâu các bác ạ. Đấy. Đó rồi còn chưa kể những con mồi nó ổn định, có những con mồi đánh buổi sáng buổi chiều không đánh được. Đấy, không phải đâu.
nó phải tùy những cái trường hợp con mồi, chứ không phải các bác cứ bảo là con chim mà tập mãi bỏ vào lồng nó đưa ra mồi là mồi được chim, nó không có đâu.